Mến chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube. Trong video này thì mình sẽ cho các bạn xem điều kiện khắc nghiệt của mình khi mà chơi cái game Warplay. Thì đối với tình yêu và đam mê mà, thì những cái khó khăn đó, trở ngại nó chả là gì. Thì đầu tiên cái khắc nghiệt của mình đó là mình không có internet cáp quang ha, mà mình sẽ sử dụng cái Wi-Fi phát ra từ cái điện thoại di động. Và cụ thể trong trường hợp này mình đang dùng đó là chiếc điện thoại HTC nè. Và mình sẽ kết nối Wi-Fi từ cái máy tính qua điện thoại. Khó khăn ghê không? Không được cáp quang, không được đường truyền tốt. Nhưng mà tình yêu và đam mê thì nó sẽ vượt qua tất cả. Đó, nhưng mà Wi-Fi thì cũng năm vạch chứ không phải dạng vừa. Thì cái sim của mình là cái sim 3G thôi chứ không được 4G nữa ha. Phát 3G, phát wifi bằng 3G rồi kết nối bằng máy tính. Rồi cái trở ngại thứ hai đó là máy tính của mình là cái laptop. Tức là những cái laptop thì ít những cái máy nào được trang bị card đồ họa lắm. Tại vì những cái máy chơi game thì mới được trang bị thôi, nhưng còn những cái máy học tập mà thì nó không được cái trang bị card đồ họa. Thì ở đây mình đang dùng cái card đồ họa rời thôi. Ủa card đồ họa card đồ họa sao ta? Card đồ họa gắn liền hay gì đó thì mình cũng không biết nữa. Cụ thể là người ta gọi là cái card gắn trong máy luôn á chứ không phải là card rời. Nè, cái card này nó tên là Intel Graphics. Cái gì thế này? Đó, thì cái card đó là tên là Intel Graphics 4000 ha. Không phải card rời, này là card gắn liền vào trong máy luôn. Thì điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta chơi những cái game với đồ họa nặng á thì nó gây ra cái tình trạng lag giật và không đảm bảo về cái hiệu suất đồ họa ha. Thì như mình đã nói rồi, với tình yêu và đam mê thì nó vượt qua những cái khó khăn và trở ngại. Thì đây là cái card đồ họa gắn liền vào trong máy, đó là Intel Graphics 4000. Thì máy tính nào thì được trang bị card này, đó là những cái máy tính khoảng từ dưới 10 triệu thì sẽ được trang bị cái card này ha. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ được xem về cái hệ điều hành của mình là Windows 7 64 bit rồi. Thì nhiều bạn đang sử dụng Windows 10 nhưng mà mình vẫn đang cổ sĩ xài Windows 7. Ngoài ra thì cái chip đó là chip Intel ha, i5, Core i5, và cái tốc độ xử lý của CPU là 2.50GHz ha. Ở đây thì cấu hình này được gọi là kiểu như là bình dân thôi, không cao mà cũng không thấp, nhưng mà được cú lại với cái RAM đó là 6GB. Thì cái máy tính cái laptop này thì ngày xưa thì chỉ có 2GB thôi, và mình phải nâng cấp lên 4GB nữa thì nó thành 6GB ha. Tại vì nó có hai cái khe RAM, một khe 2 và một khe 4 thì cộng lại là 6GB. Rồi ngoài ra thì cũng chả có gì nổi trội. Vậy đó, nhưng mà vẫn chơi game Warplay. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cái game lên để coi nó chạy nổi hay không nha. Khi mà các bạn khởi động cái game á thì các bạn sẽ nghe cái tiếng CPU, cái quạt của CPU nó chạy e luôn ha. Tại vì cái game này đồ họa nó nặng, nó được thiết kế bởi ReEngine. ReEngine là một trong những cái đồ họa nó sát về phần cứng. Thì những cái game như là Resist, Resist 2, Resist 3 đó thì nó sát phần cứng lắm. Ngày xưa thì cũng dùng cái máy này đú thử Resist và vẫn chơi được. Chơi được mới hay chứ. Card Intel Graphics 4000 thôi mà vẫn chơi được, nhưng mà đồ họa thì phải giảm xuống cái mức thấp nhất. Thì như các bạn thấy, nội khởi động cái game Warplay thôi mà nãy giờ nó cũng không lên nổi. Chịu thôi, tại vì
điều kiện tài chính nó không cho phép, nhưng mà tình yêu và đam mê nó lại quá mãnh liệt đi. À, lên rồi nè. À, nếu mình đăng nhập, xin phép che lại cái tên tài khoản nha. Rồi, password. Tại vì ở dưới mình có một cái phần mềm đang chạy nữa, đang render video nên cái tốc độ xử lý nó phải phân tán, nó phải vừa phân tán cho game mà vừa phân tán cho phần mềm, nên cái hiệu suất đảm bảo thì nó không được tốt cho lắm. Khi mà các bạn chơi game, cái game Wi-Fi này trên cái desktop thì chúng ta nên, một là tắt đi những cái phần mềm đang chạy, hai là tắt đi những cái trình duyệt mà các bạn đang lướt web. Thông thường thì mình thấy nhiều bạn chơi game mà vừa lướt Facebook á, thì cái Facebook sẽ chiếm cái, nó ngốn cái dung lượng RAM, vì vậy thì cái game nó hoạt động không ổn định và nó gây ra cái tình trạng rất là lag và giật ha. Thì các bạn nên chú ý những cái vấn đề như vậy đối với những máy cấu hình tầm trung và card đồ họa thì yếu, còn những máy cấu hình mạnh, card đồ họa rời rồi đó thì chúng ta cứ vô tư thôi, có tiền thì cứ vô tư trải nghiệm, còn bình dân thì chúng ta nên ấy ấy xuống xíu giảm xuống xíu ha. Ngay cả chơi full màn hình thì cũng không dám, tại vì nếu full màn hình thì nó lag, nên phải chơi ở cái độ phân giải này. Cái mạng nó yếu ha, nội cái việc kết nối vào cái máy chủ thôi nè thì cũng SML rồi đó, nhưng mà vẫn vô, vẫn đú được, nhưng mà chơi ít ít thôi, tại vì những cái máy tính về học tập thì nó không có dành cho việc chơi game, mà nếu chơi game nhiều quá thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề về hiệu suất khi mà các bạn sử dụng những cái phần mềm gì đó để học tập ha. Thì chúng ta chơi chút xíu khoảng tiếng rưỡi thôi là, chứ mà cài suốt ngày thì máy nào mà chịu cho nổi. Rồi, vào được cái game này nó là cả một cái quá trình đó, chứ là một cái nghệ thuật đó, chứ không phải khơi khơi là vào đâu. Rồi thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cái thiết lập tốt nhất khi mà chơi game trên cái laptop không có card đồ họa rời ha. Tại đây các bạn chuyển về cái phần hình ảnh thì đương nhiên rồi, máy tính yếu thì chúng ta phải để những cái đồ họa như là thấp hết rồi, không thể nào mà để cao được, mặc dù rất muốn nhưng mà cấu hình nó lại không thể ha. Và cái độ phân giải màn hình á, ví dụ như này, như thế này á thì chơi rất là lag nè. Để mình vào phòng tập mình test cho các bạn xem. Đi sub, đi BVE không được luôn á, nó là cực kỳ lag. Để mình bắn cho các bạn xem ha. Đó, lag không? Chơi nổi chút là nhức đầu. Và gây cái tình trạng đó là mắt ói và nôn mửa luôn á, chứ không đùa đâu. Nè, coi đi nè. Bắn. À, đi sập và đi PvE thì chịu không nổi luôn á, chứ mà đi PvP thì còn tệ hơn nữa. Nên vì vậy thì cái độ phân giải này thì nó không phù hợp. Nên mình sẽ giảm cái độ phân giải để thu cái màn hình lại nè ha. Thì tình yêu và đam mê thì nó sẽ tìm cho bạn những cái giải pháp để khắc phục hết đó. Thì cái màn hình nó nhỏ như thế này vậy, thì khi vào game á thì nó giảm được cái tình trạng đó là lag giật đó. Bây giờ thì đi sub BVE rất là ok, chịu thôi, trên màn hình nhỏ nhưng mà cái trải nghiệm game thì nó tối ưu nhất, nó không có bị lag giật. Thì đồ họa thì nó vậy thôi,
Còn đồ họa đẹp thì bạn sẽ được nhìn thấy những cái vỏ đạn, được nhìn thấy những cái lủng lỗ ở trên tường. Ở đây thì đồ họa thấp nên các bạn sẽ không thấy, được nhìn thấy chi tiết vật thể rõ hơn. Khi bắn vào những cái vật thể như là sắt thép thì nó sẽ có tia lửa điện nó chạm vào, đẹp lắm. Còn khói thì đồ họa cao ném cực kỳ đẹp luôn, còn đồ họa thấp thì nó chỉ được như thế này thôi, các bạn có thể thấy, nhưng mà cũng tạm chấp nhận được ha. Và laser bắn ở cái đồ họa thấp thì cũng được, nhưng mà đồ họa cao thì nó bắn nó đẹp lắm. Thông thường thì mình sẽ không chơi game trên cái laptop mà mình sẽ ra ngoài những cái tiệm internet để trải nghiệm cấu hình cao. Chứ chơi game mà chơi cấu hình thấp như thế này thì chơi nó rất là chán ha. Mình chỉ sử dụng cái laptop này cho những cái mục đích như sau. Đó là quay boss, nạp tiền vào game và tham gia những cái event như là thánh nhỏ rồi đó. Thì buổi tối thì mình không thể nào mà ra những cái tiệm internet được, nên mình phải mở máy tính desktop lên và mình quay boss ha. Thì mình dùng cái desktop này chủ yếu là để quay boss nè, nạp tiền vào game nè, rồi quay những cái boss ở ngoài web thôi. Chứ thật ra thì không có dùng cái máy tính này để đi PvE, đi sập hay là đi PvP, tại vì cái trải nghiệm nó không tốt và nó gây ra cái hiệu suất máy tính. Sẵn đây khoe luôn cái kho súng của Engineer ha. Hiện tại thì kho súng Engineer của mình gọi là full, gọi là full cho vui vậy thôi, chứ thực ra thì còn thiếu những cái cây súng đen chứ ngoài ra thì full gun. Như các bạn có thể thấy, mình có Tavo Seta 21 nè, ACR-CVB gun nè, SKN là vàng nè, rồi Desertis, Hornets, và điển hình nhất là một trong những cái cây thuộc hàng top đó là CDS Scorpion Evo, và cái cây đi sập đó là Mirodonicia. Ngoài ra thì có Caris Super V full ha, Dead End là mình chịu đầu tư, còn những cái lát khác thì thiếu một vài cây thôi. Sẵn khoe kho súng xíu. Rồi thì đó là cái điều kiện và cái hoàn cảnh khi mà mình chơi game Wi-Fi trên cái máy tính. Thì tình yêu và đam mê thì nó sẽ thúc đẩy và tìm những cái giải pháp hết, khỏi lo ha. Chỉ khi nào các bạn không có đam mê thì các bạn sẽ bỏ cuộc và không tìm cho mình những cái giải pháp. Ngoài ra thì khi các bạn muốn thì sẽ có giải pháp hết ha. Rồi đây thì chia sẻ và tâm tình với các bạn chút xíu thôi, và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này đến cuối, đến đây luôn ha. Mặc dù là cái video này chả có gì hay và hấp dẫn cả, người ta làm những cái video bắn highlight rồi hit shot rồi, mình chủ yếu là làm những cái video review tâm tình thôi. Rồi nếu như bạn muốn xem những cái video chia sẻ từ mình thì có thể nhấp vào cái nút đăng ký ở bên dưới á. Để làm chi? Để khi mình upload những cái video mới thì bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video và không bỏ lỡ những cái video mới từ mình ha. Mến chào và hẹn gặp lại.